Xin chào bà con, thì bà con vui lòng đăng ký kênh. Thì với clip này á, bên trái cây thơm búa lắc có quay lại cái vườn chanh dây của anh Nguyễn Phúc Đổng á, ở bên thôn 2 xã Cư Mờ Long, huyện Cư Mờ Nga. Hiện trạng của cái vườn chanh dây của anh á là nó bị vết dầu lon trên quả chanh dây, hay người ta còn gọi là bệnh bã trầu đó. Thì đây bà con xem nè, cứ hiện tượng này á, nó gây hại rất là nhanh, nó lây rất là nhanh trong vườn chanh dây, nhất là vào giai đoạn kinh doanh á. Thì với cái vườn chanh dây này á, thì được 9 tháng thì trái rất là sai và đều và đẹp, nhưng mà cái bệnh bã trầu hay gọi là vết dầu lan á, trên chỗ cái trái chanh dây này á, nó cứ mưa xuống á, bắt đầu là nó thối từ dưới thối lên, thối hết quả, nó gây hại tất cả loại quả, nhất là quả vừa chín, quả non, quả già. Đó, như bà con xem á, tất cả quả này nó đen hết, nó đen một phần hết, bắt đầu nó dần dần nó thối nhũng và nó rụng xuống đầy vườn hết. Đây là những cái quả mình quay trực tiếp cho bà con xem về cái vườn chanh dây 9 tháng tuổi này. Những cái vết dầu lan này nó những đốm đốm và mềm, trái rất là mềm ở trên chanh dây. Thì nông dân chúng ta thì một số kiến thức thì vẫn chưa có nắm rõ về cái cách phòng bệnh ở mùa mưa. Thì với cái vườn này mình quay cận cảnh và trực tiếp cho bà con xem về cái vườn chanh dây 9 tháng tuổi bị bệnh như thế này. Thì mình quay trực tiếp đó, bà con xem trái nào cũng bị đốm dầu hết đó, bị bã trầu hay gọi bã trầu đó, nó đốm dầu hết, cứ đen và thối nhũng hết và rụng rất là nhiều vườn. Cái số sản lượng này thì mình hỏi ý kiến của nông dân á thì rụng rất là nhiều. Cái vườn này được 120 gốc á, nhưng mà cái sản lượng rụng hôm bữa giờ thì ước lượng cũng khoảng 2 đến 3 tạ thì rụng rất là nhiều. Mưa càng nhiều là cái lượng thối nhũng này rất là nhiều, nó lây rất là nhanh. Thì bà con nên chú ý cái hiện tượng chanh này. Vì với những bà con á thì mình khuyên á, thứ nhất á là cắt tỉa cành thông thoáng, và cái diện những cái lá mà nó thòng dưới đất á, bà con nên cắt lên từ 2 đến 3 phân đi, đừng nên để sát đất. Vì nếu mà chúng ta để sát đất á thì sẽ làm cho nấm nó xâm nhập mà nó bám vào trái, nó gây thối nhũng khi mà mưa dưới đất á, nó dặn lên thì nó bám vào những cái lá chanh dây á. Thì những cái này nó rất là đơn giản, nếu bà con chúng ta không để ý á thì sẽ phát triển phát tán rất là nhanh về cái bệnh bã trầu hay là bệnh vết dầu lan ở trên trái chanh dây. Thì mình cũng cho bà con nông dân tiến hành thu gom vào những cái lá trái hư này đi, để tránh tình trạng nó lây rang á, theo đường nước mưa đó. Thì với cái vườn này thì nông dân cũng rất là kỹ. Ở vườn anh Đổng này á thì anh bắt đầu mình hướng dẫn là thu gom những cái trái sâu bệnh này đi, hái sạch hết đi. Đó, bà con xem này, hái rất là nhiều. Đây mới là một vùng thôi. Thì vườn này anh trồng xen với tiêu thì cũng vào mùa mưa rồi, cũng dễ ngập úng á, nên anh cũng đã cào rãnh hết. Thứ nhất là cho tiêu và thứ hai là cho chanh dây để nó chống ngập úng, nó gây hại thêm cái bệnh đó là lở cổ rễ trên cái cây chanh dây. Thì cái việc mà thu hái, thu gom này á thì mình cũng hướng dẫn các bà con là đem dục và tiêu hủy ở nơi xa, tránh tình trạng lây lan. Thì hầu như bà con chúng ta ai cũng chủ quan với tình trạng là khi nào bệnh chúng ta mới chữa, thì lúc đó thì nó muộn rồi. Thì với cây chanh dây á, không như những cây khác, nó lây rất là nhanh, nhưng mà cái lợi nhuận trái của nó rất là nhiều. Nên khi mà mới chớm hay là chưa bị á, thì mình cũng khuyên cho bà con á, là nên phòng nó đi. Mình quay bà con xem nãy giờ cái vườn này bị ra gần tới 40% á, là trái nó bị đốm dầu hay là bã trầu đó, lá cũng bị bã trầu luôn. Thì bị hai trường hợp, rất là chanh này, chanh tơ rất là đẹp. Khi bà con thăm vườn này á, thì nhìn rất là mê, nhưng mà nhìn kỹ thì lứa mà gần sát đất đó bị rất là nhiều về cái bệnh mà đốm dầu với dầu lan á, với bã trầu. Đó, mình quay bà con xem, vườn rất là xanh, trái rất là đẹp, lá đều hết á, nhưng mà tiếc mỗi là bị bệnh này. Nên mình cũng hướng dẫn cho bà con là bắt đầu là phòng những loại thuốc mà trị vi khuẩn, trị nấm á, ví dụ như là tricomycin nè, rồi mình kết hợp cho cái quét gốc á là cái ridomin với đạo quét gốc, để phòng những cái bệnh mà lở cổ rễ đó á, cho nông dân chúng ta biết. Thì qua cái clip này á, mình quay toàn bộ về cái phương pháp mà chữa bệnh cho cái cây chanh dây về nấm dầu, đó là tại vườn làm cho nông dân thu và tiêu hủy. Và cái thứ hai nữa là mình hướng dẫn cho nông dân cắt tỉa luôn và thu gom luôn. Thì cái clip này rất là dài nên bà con á, cứ quan sát và theo dõi tất cả clip này. Hướng dẫn cho nông dân là cắt tỉa đó. Thì đối với vườn của anh Đổng này á, thì mình cho hướng dẫn kỹ thuật cho anh là cắt luôn. Thì những cái trái nào bị bệnh á là mình cắt bỏ hết luôn. Đó, mình hướng dẫn cụ thể cho anh cắt bỏ luôn. Thì qua clip này á,
thì bà con cứ xem hết những clip về cái chanh dây. Hiện tại cái chanh dây giá thành nó rất là cao, nên với mùa mưa này á, đang vào mùa mưa này á, mình khuyên bà con nên phòng chanh dây đi, để tránh một số trường hợp rủi ro khi mà bà con chưa thu hoạch được cái cây mới trồng á, mà nó chớm bệnh như bệnh chết nhanh, bệnh héo rũ, bệnh lỡ khô rễ, bệnh phấn trắng, bệnh lốm dầu, bệnh bã trầu nè, nói chung là rất nhiều bệnh. Thì mình khuyên bà con nên phòng và tỉa cành thông thoáng vào mùa mưa này. Nếu một số vườn ngập úng thì chúng ta nên đào rãnh kênh á, để tránh tình trạng ngập úng. Thì đây là mình cho nông dân cắt tỉa cành hết từ 20 đến 30 phân á. Không nên để sát đất quá, tránh tình trạng mà mưa nó bám dính vào trái hay là nấm xâm nhập trên trái. Khi mà để sát đất thì cái đây là nó lây rất là nhanh, nên một lần nữa mình khuyên bà con á, nên làm cành kỹ thông thoáng, những lá già không quan trọng ta cắt hết đi. Cái đây là vườn chanh tơ rất là đẹp, rất đẹp, rất là mê, trái rất là đều, xanh bóng, côn trùng kích thúc thì cũng chưa có luôn. Đó, con nhìn đó, trái bị hết như lớp dầu đó, bã trầu đó. Thì hai cái này nó có hai cái tên gọi, một là lớp dầu lon, hai là cái nấm dầu, ba là cái bã trầu. Thì mỗi người có một tên gọi riêng. Thì đây là cái tình trạng chung, nếu ai bà con nào rơi vào trường hợp này thì hiện tại mình khuyên bà con mua những thuốc mà chống vi khuẩn, chống nấm á, bã trầu chúng ta trị. Thứ hai chúng ta nên phòng rễ luôn đi, và thu gom những cái trái mà nó rớt xuống vườn. Và cái điều cuối cùng nữa là đem tiêu hủy, đào kênh mương để thoát nước cho nó không bị ngập úng. Thì đây là toàn bộ những cái chanh dây mà nông dân thu lại đó, đem hướng dẫn tiêu hủy luôn. Thì xin cảm ơn bà con đã quan tâm và theo dõi clip này. Clip này mình làm rất là dài để toàn bộ quy trình của nông dân tại vườn luôn. Xin cảm ơn bà con đã quan tâm và theo dõi. Thì bà con cứ đăng ký kênh để theo dõi tất cả clip về chanh dây ở những clip sau, và luôn luôn ủng hộ mình để quay những video tiếp theo để cho bà con nông dân xem. Xin cảm ơn bà con đã quan tâm và theo dõi. We'll be right back.